Nóng, vụ ba con gái hóa vàng nhà mẹ ruột, người con trai lên tiếng cực sốc, hé lộ ẩn tình bên trong, tại sao vẫn chưa lấy lời khai. Thưa quý vị, việc ba người con đem xăng tới nhà mẹ ruột để hành động vì giành đất đai đến nay vẫn đang là tâm điểm dư luận. Nếu các bạn xem đoạn video mà camera trong nhà ghi lại sẽ thấy được sự hiếu thảo tột cùng của ba cô con gái. Đau lòng hơn, người mẹ lại là người bị ảnh hưởng nặng nhất trong vụ việc và quyết làm cam chịu. Giờ đây, người con trai phải chạy đôn chạy đáo lo cho mẹ và đứng giữa hai tình thân. Anh đã có những tiết lộ mới nhất về tình hình bên trong căn nhà ngày hôm ấy. Cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây. Dẫn phóng viên về lại hiện trường vụ việc, một người họ hàng của gia đình bà D đau xót cho biết, gia đình bà VTD 62 tuổi và ông DDD sinh năm 1963 đã mất, sinh được 4 người con. Các con đều được đặt tên cùng vần D giống bố mẹ, lần lượt là chị DTD sinh năm 1982, anh DDD sinh năm 1986, chị DTD sinh năm 1987 và con gái út DTD sinh năm 1988. Tình anh em thể hiện ngay ở tên gọi, chẳng ai nghĩ chỉ vì mâu thuẫn về đất đai thừa kế mà họ đành làm như vậy. Một nhân chứng kể, sáng 30 tháng 10, chứng kiến ba người con gái của bà D xách theo búa to cùng chiếc can bên trong có dung dịch màu xanh, láng giềng vẫn không nghĩ là xăng. Họ dùng búa làm hỏng tường, đòi lại phần đất chưa xây dựng đang xảy ra tranh chấp. Khi nghe tiếng tranh cãi, mọi người ra xem. Sau đó, người con trai cầm búa vút vào góc tường. Lúc sau, tôi thấy cả nhà lao vào trong đóng cửa nói chuyện. Một lúc nữa thì thấy mọi người hô hào cháy, người đem chăn, người dùng nước dập lửa. Nạn nhân chạy ra cũng bị ảnh hưởng khá nặng. Từ hôm qua đến nay, người con trai tất tả chạy ngược chạy xuôi lo cho mẹ tại Viện Bỏng Quốc gia Hà Nội. Ánh mắt thất thần, anh cho biết diễn biến vụ việc quá nhanh, chẳng ai ngăn kịp ngọn lửa bùng lên. Cánh cổng khóa trái, không ai vào được, anh phải vùng ra khỏi nhà để mở cổng kêu cứu hàng xóm láng giềng. Quá đau lòng toàn người thân của mình nhưng chẳng biết làm thế nào, anh Đê nói. Anh cho rằng nguồn cơn vụ việc có lẽ từ lúc gia đình xây nhà mới, từ đó chị em trong gia đình sinh mâu thuẫn tranh chấp đã nảy ra. Từ cuối năm 2020, người con gái thứ ba đã có đơn đề nghị hòa giải gửi đến Ủy ban Nhân dân xã Trung Hòa về việc giải quyết phân chia tài sản thừa kế từ người cha để lại. Nhà báo Hoàng Nguyên Vũ không giấu được sự bất bình trước hành vi của ba người con gái. Anh cho rằng khi suy thoái đạo đức lên ngôi thì câu chuyện không chỉ dừng lại ở tranh giành đất đai mà liên quan đến cả pháp luật. Mới đây trên Facebook của nhà báo Hoàng Nguyên Vũ, anh bày tỏ bức xúc trước việc làm của ba người con gái. Hoàng Nguyên Vũ cho rằng câu chuyện không chỉ đơn thuần gói gọn ở gia đình mà là vấn đề nhức nhối của toàn xã hội, không bàn đến việc phân chia đất đai nhiều ít như thế nào. Tuy nhiên, việc ba người con gái sẵn sàng hóa vàng thì đã thể hiện sự hiếu thảo ngược. Ngoài vấn đề đạo đức, hành vi còn có thể bị pháp luật xử lý theo quy định. Nhà báo Hoàng Nguyên Vũ bày tỏ, khi giá đất leo thang cũng đồng nghĩa việc con người đánh mất đi giá trị truyền thống, chạy theo những hào nhoáng bên ngoài. Đất không thể đẻ ra, con người lại quay về hành trình lơ lửng, nghĩa mất, tình mất, gốc rễ mất, thậm chí gia đạo, gia đình mất, mất không còn gì. Chúng tôi xin trích lại bài viết của nhà báo Hoàng Nguyên Vũ như sau. Nếu là một người thì còn dễ hiểu do tâm lý, nhưng đến cả ba người con gái thì câu chuyện đã vượt khỏi ranh giới của sự ức chế hay xung đột. Nó trở thành một kế hoạch cộng hưởng lớn và là một câu chuyện xã hội, chứ không còn đơn thuần là chuyện một gia đình hay cá nhân. Có thể đâu đó thấp thoáng tư tưởng, thương con trai hơn, vì sau này mẹ già lại chủ yếu ở cùng con trai nuôi dưỡng. Khi người con trai có thể được chia phần đất có sự ưu ái hơn, nhưng bất luận vì lý do gì thì hành xử của ba cô con gái này thể hiện một sự sai phạm về đạo đức khó mà tha thứ. Kiểu không được cho của như ý thì hành động, dù người đó là mẹ ruột của mình thì câu chuyện của sự đền ơn đã xuống đến tận cùng. Khi bạn có tiền mà bạn không có căn bản về văn hóa giáo dục đạo đức thì tất cả những không tốt có thể xảy ra đến từ bạn là chuyện hết sức bình thường. Thế nên mới có cái chuyện khi cha mẹ chưa có gì, con cái hỏi thế ông bà cho được tôi cái gì, nhưng khi đất sốt thì về tranh về giành. Nhiều gia đình tôi đã được nghe kể rằng đứa con ở nhà nặng gánh tổ tông, hiếu nghĩa để những đứa con khác rảnh rang đi ra đời kiếm tiền làm giàu và sống cuộc sống không vướng bận nghĩa vụ trách nhiệm. Nhưng khi ở nhà đất sốt thì nhảy về chia chác không sót nắm nào, mà trong số họ không ít những người giàu có thành đạt, thậm chí học thức. Đất đai lên, lối sống như vậy cũng cứ thế lên ngôi. Giờ không còn là cá biệt nữa mà đã thành phổ biến rồi. Theo bà Hất, một hàng xóm của gia đình cho biết, nguyên nhân dẫn tới sự việc này là do người con gái thứ ba của bà Đê đã thuê máy cầu đến với ý định làm hỏng chiếc tường rào của gia đình bà Đê. Chuyện của gia đình bà Đê cả làng này không còn ai lạ gì. Bà ấy có hai mảnh đất nhưng có đến 4 người con nên việc phân chia tài sản đã gặp nhiều rắc rối. Ba người con gái có lẽ vì không hài lòng với cách chia của bà Đê nên đã đứng về một phe và liên tục tìm đến bà Đê để đòi lại. Hôm qua và sáng nay, công an về rất nhiều,
họ đã trích xuất camera an ninh của gia đình để điều tra. Theo đánh giá của tôi, thì hai chiếc camera của gia đình bà D có thể ghi lại được gần như toàn cảnh sự việc. Sau khi công an rời đi, tôi thấy họ thu giữ chiếc can chứa xăng mà cô con gái đổ ra sàn nhà và hai vật hình giống cái búa, bà H nói thêm. Qua sự việc trên, rất nhiều khán giả quan tâm về hành vi bốc sán nhà mẹ đẻ sẽ bị xử lý thế nào. Việc tặng cho tài sản cần đảm bảo những điều kiện nào để hạn chế những rủi ro, tranh chấp phát sinh. Trao đổi với phóng viên, luật sư Hà Thị Khuyên, đoàn luật sư thành phố Hà Nội nhìn nhận, sự việc trên có tính chất nghiêm trọng, thể hiện thái độ của những người con. Cơ quan chức năng sẽ làm rõ nguyên nhân, động cơ, mục đích và nhận thức của các đối tượng gây ra hỏa để có căn cứ xử lý theo quy định. Phân tích dưới góc độ pháp luật, luật sư Khuyên cho rằng hành động mang xăng đến gây ảnh hưởng cho người mẹ và những người liên quan của những người con gái có dấu hiệu của tội tiễn người quy định tại Điều 123 Bộ Luật Hình sự. Căn cứ vào các quy định của pháp luật, người mẹ cho con trai đất mặt đường, con gái được chia đều đất trong ngõ là quyền của người mẹ, những người con không có quyền can thiệp. Để hạn chế rủi ro tranh chấp phát sinh, luật sư Khuyên khuyến cáo người tặng cho tài sản có thể tặng cho tài sản có điều kiện theo quy định tại Điều 462 Bộ Luật Dân sự năm 2015. Cụ thể, người tặng, người có tài sản hoàn toàn có quyền yêu cầu bên được tặng cho thực hiện một hoặc nhiều nghĩa vụ trước hoặc sau khi tặng cho. Trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ sau khi tặng cho mà bên được tặng cho không thực hiện nghĩa vụ thì bên tặng cho có quyền đòi lại tài sản và yêu cầu bồi thường thiệt hại. Hiện tại, cơ quan công an chưa lấy lời khai để điều tra, làm rõ về vụ việc. Tuy nhiên, ngay sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan công an huyện Yên Mỹ đã đến khám nghiệm hiện trường để phục vụ công tác điều tra. Như đã thông tin, ngày 30 tháng 10, mạng xã hội xôn xao trước vụ phóng xảy ra tại Hưng Yên làm nhiều người bị thương. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, bà VTD 61 tuổi và ba cô con gái xảy ra mâu thuẫn do liên quan vấn đề phân chia đất đai. Địa phương từng nhiều lần đứng ra hòa giải, nhưng hai bên vẫn liên tục cự cãi. Đỉnh điểm, hôm ấy ba người con mang theo xăng đến nhà và xảy ra sự cố trên. Được biết, số lít xăng bị đổ ra sàn nhà là khoảng từ 4 đến 5 lít. Hậu quả, bà D bị ảnh hưởng nặng. Ngoài ra, hai người con gái cũng vào bệnh viện cấp cứu. Người còn lại nhẹ hơn nên chữa trị tại nhà. Bên trong ngôi nhà khang trang 2 tầng, nhiều vật dụng bị nhuộm đen, hư hỏng. Do sự việc xảy ra quá nhanh, ngọn lửa bùng lên, không thể ngăn cản kịp. Rồi đây, những người con gái ấy sẽ cảm nhận như thế nào về hành động của mình? Đất không có, tình cảm gia đình cũng rạn nứt. Cảm ơn các bạn đã đón xem. Những thông tin liên quan tới vụ việc này chúng tôi sẽ liên tục cập nhật ở bản tin tiếp theo.